đề nghị Nguyễn Thanh Long đến 20 năm tù, tổng trọng từ tránh mặt đến mất mặt ra sao, với cáo buộc nhận hối lộ lên tới 2,2 triệu đô la từ tổng giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bị cơ quan công tố đề nghị mức án từ 19 đến 20 năm tù. Báo Thanh Niên vào ngày 8 tháng 1 đưa tin với tiêu đề nhận hối lộ 2,2 triệu đô la, ông Nguyễn Thanh Long bị đề nghị án 20 năm tù. Bản tin cho biết sáng ngày 8 tháng 1, Tòa Nhân dân Hà Nội tiếp tục xử vụ án liên quan đến công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương khác. Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát trong vai trò công tố đề nghị mức án với 38 bị cáo. Nhận hối lộ tới 2,2 triệu đô la, ông Nguyễn Thanh Long bị đề nghị mức án 20 năm tù. Theo đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị mức án 9 đến 20 năm tù. Cùng tội danh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long là bị cáo Nguyễn Huỳnh cũng bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới can thiệp giúp công ty Việt Á trong quá trình cấp phép cũng như hiệp thương giá sản phẩm. Hành vi của ông Long xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, nhất là lĩnh vực y tế. Đồng thời, hành vi của cựu Bộ trưởng Long còn là nguyên nhân dẫn hàng loạt các sai phạm của cấp dưới, đồng thời là tiền đề để Phan Quốc Việt và công ty Việt Á gây ra chuỗi sai phạm lớn. Vẫn theo đại diện Viện Kiểm sát, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là người nhận hối lộ nhiều nhất từ Phan Quốc Việt với số tiền 2,2 triệu đô la, tương đương hơn 51 tỷ đồng. Cựu thư ký của ông Long là bị cáo Nguyễn Huỳnh cũng nhận hối lộ 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo tờ báo Thanh Niên, trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Long đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên, ông Long vẫn khẳng định không can thiệp hoặc ưu ái bất cứ điều gì để giúp công ty Việt Á trong quá trình cấp phép phân phối kit xét nghiệm. Nhưng lập luận của cơ quan công tố còn cáo buộc bị cáo Nguyễn Thanh Long đã cầm tiền của công ty Việt Á rồi trực tiếp can thiệp và chỉ đạo cấp dưới tác động để công ty này được cấp số đăng ký lưu hành hiệp thương giá và phân bổ thanh toán tiền kit xét nghiệm trong cả nước. Ngoài ra, ông Long còn đứng ra giới thiệu công ty Việt Á với lãnh đạo của một số địa phương để giúp tiêu thụ kit xét nghiệm. Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tại tòa sơ thẩm vụ án Việt Á. Tại tòa, các bị cáo Phan Quốc Việt và Nguyễn Huỳnh đều khai nhận ông Long từng chủ động gợi ý để được chi hối lộ. Cách gợi ý đó là ông Long sẽ thông qua ông Huỳnh đề nghị ông Việt hỗ trợ giải quyết công việc. Sau đó, bị cáo Huỳnh nhận chỉ thị và truyền đạt đến Phan Quốc Việt. Bị cáo Nguyễn Huỳnh cho hay ông Long đã có 2 lần gợi ý như trên, mỗi lần 1 triệu đô la. Con số này cũng do ông Long chủ động gợi ý, bị cáo Huỳnh chuyển đề nghị tới bị cáo Việt để hai bên đưa và nhận tiền. Tuy nhiên, đối chất với cựu cấp dưới, ông Long một lần nữa khẳng định ông không hề gợi ý ông Việt phải chi tiền cho mình. Lời khai của ông Long đã bị hội đồng xét xử truy vấn rằng không ưu ái thì tại sao Việt phải đưa tiền? Đó là điều hoàn toàn mâu thuẫn, trong khi bản thân ông Long cũng thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ lên tới 2,2 triệu đô la từ Phan Quốc Việt. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không để lọt vào trung ương các cán bộ kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất, tài sản không rõ nguồn gốc. Nhưng dư luận xã hội thấy rằng không hiểu tại sao những năm gần đây, các nhân sự lãnh đạo đi lên từ ban tuyên giáo trung ương, những Nguyễn Thanh Long và các đàn em của Tổng Trọng bị biến thành củi nhóm lò, sao mà nhiều thế. Nào là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, rồi kể cả Nguyễn Hồng Diên. Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm vụ án Việt Á, nhà báo Ngô Đức Hành viết trên trang Facebook cá nhân một status với tựa đề Luận về giáo sư Long, tác giả này viết như sau. Anh Long có 3 năm làm phó ban tuyên giáo trung ương, nơi làm nhiệm vụ định hướng đáng ra phải mẫu mực như lời nói, nhưng anh làm ngược lại. Nhìn anh Long, nhà cháu nhớ những từ ngữ các cụ xưa vẫn dạy. Nói một đàng, làm một nẻo. Đớp 51 tỷ, không biết ngượng. Đó là giáo sư, tiến sĩ Long. Thực ra, đây là đớp niềm tin của dân với ngành y tế và cao hơn nữa. Nghĩ lại, những lần phải nghe anh Long giao giảng về đạo đức muốn nhổ vào mặt bọn này. Chưa hết, nhà báo Ngô Đức Hành còn phẫn nộ khi nguyền rủa rằng loại hút máu người giữa lúc dịch bệnh như cả thế giới đang hoảng loạn chứ không riêng Việt Nam, nhưng giáo sư tiến sĩ Long xứng đáng phải treo cổ cho voi sẩy, giày ngựa xé.
nếu sau khi chúng nó nôn tiền ra, tòa chỉ tuyên án có 10 đến 20 năm mỗi người thì quá thất bại về kỷ cương pháp luật. Không biết chui đâu ra loại người như ông Long vậy, gọi bằng con vật gì cũng là xúc phạm đến con vật đó nên gọi là thú người. Công luận đã đặt ra câu hỏi về sự vắng mặt liên tiếp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hơn 10 ngày qua. Điều đó có liên quan gì đến việc ông Trọng muốn tránh những phút giây bẽ bàng khi những đệ tử đàn em mất dạy của ông dựng lên bị nhân dân nguyền rủa đòi phải cho voi giày ngựa xé mà vẫn chưa hả giận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin đề nghị Nguyễn Thanh Long đến 20 năm tù, Tổng Trọng từ tránh mặt đến mất mặt. Bao nhiêu đồng chí sắp bị lộ khi quyết còi FEC phản cung, Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại. Vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FEC của tỷ phú Trịnh Văn Quyết là một trong những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Theo kế hoạch, vụ án này sẽ được đưa ra xét xử cùng với các vụ án Tân Hoàn Minh, Vạn Thịnh Phát vào đầu năm 2024. Theo giới quan sát, các đại án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực như các vụ Tân Hoàn Minh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, Vạn Thịnh Phát, SCB đều khởi tố và bắt giữ sau vụ án FEC của Trịnh Văn Quyết. Song tất cả đều đã hoàn toàn kết luận, điều tra và chuẩn bị được đưa ra xét xử. Riêng vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC thì đã được xử xong kể cả phúc thẩm. Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Vậy lý do tại sao vụ án Trịnh Văn Quyết lại bị kéo dài đến như vậy? Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 đưa tin Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định trả lại hồ sơ đề nghị Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, quyết định ngày 26 tháng 12 năm 2023 của vụ 5 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng cần phải điều tra bổ sung để đảm bảo việc truy tố. Ngay sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng ra thông báo đề nghị báo chí công khai để người bị hại biết về việc trả hồ sơ điều tra bổ sung. Điều việc kể trên có liên quan gì đến chuyện mà giới thạo tin từ hồi cuối năm 2023 đã tiết lộ Trịnh Văn Quyết đã bất ngờ phản cung. Theo đó, sau gần 2 năm bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi kết luận điều tra của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra C01, Bộ Công an gửi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố, thì bất ngờ ông Trịnh Văn Quyết đã phản cung, không thừa nhận những lời khai trước đó trong hồ sơ của vụ án. Có một chi tiết hết sức quan trọng, đó là cùng với việc phản cung yêu cầu điều tra lại, Trịnh Văn Quyết còn khai ra một danh sách các quan chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội, các bộ ngành và các địa phương, cũng như cơ quan điều tra của Bộ Công an. Đây là những người có liên quan đến Trịnh Văn Quyết và FEC hoặc đã nhận hối lộ từ ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FEC Trịnh Văn Quyết. Như vậy, nếu có cơ quan tư pháp truy tố quyết tội đưa hối lộ, thì đồng thời cũng phải truy tố những người trong danh sách vừa kể trên về tội nhận hối lộ. Một nguồn thạo tin cho biết danh sách này đã được chuyển cho Ban Thường trực Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, cũng như đã nằm trên bàn làm việc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xin ý kiến quyết định. Đó là lý do những ngày gần đây trên mạng xã hội có nhiều tin đồn đoán liên quan đến việc ghế của nhiều lãnh đạo cấp cao từng chống lưng hay nhận hối lộ từ ông Trịnh Văn Quyết đang lùng lầy dữ dội. Các vị quan cấp cao này hiện nay ăn không ngon, ngủ không yên, vì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bị bắt giam. Sự việc này nghiêm trọng tới mức bị can Trịnh Văn Quyết đã phản cung tất cả lời khai trước đây, từ việc thao túng chứng khoán cho đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể được chia sẻ như sau. Trịnh Văn Quyết không thừa nhận tội danh thao túng chứng khoán, vì trước đó, theo ông Quyết, vi phạm này đã có quyết định xử phạt hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng như FEC đã xử lý đền bù ngay sau khi vụ việc xảy ra theo quy định. Tiếp theo, Trịnh Văn Quyết cũng không thừa nhận tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Quyết cho rằng em gái mình Trịnh Thị Minh Huế mới là chủ mưu, đồng thời ông Quyết còn khẳng định tình trạng tăng vốn và niêm yết trên sàn chứng khoán của các doanh nghiệp khác ở Việt Nam đều đi theo cùng con đường như FEC. Vì sao?
Bộ Công an không làm rõ. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay cũng đang hết sức tất bật. Cũng xin được nhắc lại, vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, xảy ra vào từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Theo đó, ông Quyết bị cáo buộc đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu vào ngày 4 tháng 1 cho phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1, thu về 1.500 tỷ đồng. Đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc đóng vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Được biết, lý do bị cáo Trịnh Văn Quyết phản cung và yêu cầu tiến hành điều tra lại vì ông cho rằng trong quá trình điều tra, ông bị mớm cung. Thậm chí, ông còn bị Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an Trung tướng Đỗ Văn Hoành đánh lừa để có lời khai bất lợi cho ông. Theo giới phân tích, với các diễn biến liên quan đến việc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng bọn, thì vụ án này sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Có thể trong thời gian tới, tên của không ít quan chức cấp cao của các cơ quan thuộc bộ máy đảng, nhà nước, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội, sẽ được đưa ra ánh sáng do liên quan đến đại án này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bao nhiêu đồng chí sắp bị lộ khi Quyết còi FEC phản cung, Viện Kiểm sát yêu cầu điều tra lại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin nhanh nhất, mới nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.